ghê quá à. Này mà nó qua bên đê mình thôi chứ. Sóc ơi, nhìn thấy sợ chưa? Sợ không? Mẹ còn sợ đây con. Rơm bao gì vậy? Con bò. Núm cái đầu bò vô. Ồ, chạy cuộn cuộn luôn. Rồi nhìn lên khỏi thấy cái cầu luôn, cái cầu đâu rồi. Còn gì, còn bóng hả? À, còn bóng. Thú kỳ nghĩ sao vậy? Thấy hả? Hai cua đó mà, nghĩ thấy còn bóng hay vậy? Lâm Bình, Bình Quý ngặt đó, mà đó nó xung màu đổ xuống á. Lâm Bình luôn ngặt hết. U Hà mấy đứa học sinh đó, nó chụp mình lên, nó điện thoại nó đưa lên cho con trai, cho hỏi ngặt hết. Đường 21 tháng 8 mà gẹt hết rồi nữa. Ngập nước. Trời ơi. Tú ra đường đê ở phòng. Giờ lên được cậu có đi được đâu. Tất nhiên nó nước càng qua đường. Càng mẹ càng... qua mẹ để chùa về đó. Rồi nó thấp lắm, cho cái cửa nó thấp đó. Đù má lóng cái đò đầm trong nhà ai kia. Đó. Vô con, vô. Vô. Vô đây. Lo vô. Vô đây đừng có quẹo ra. Cái đâu này cũng ngày dân dớt nữa. Cái đó giống cái máy vậy hả? Dớt. Gần gần cái đó má trò cây ra lúa không má trò à. Cây bự vậy. Trời bắt dây quăng ra kéo vô. Cây chung đuôn luôn á. Cây chung đuôn luôn chứ bộ. Lúa mà nằm xong với tôi thèm không nè. Thấy ngó rồi. Thấy giờ nằm rập. Sắp sợ nè, sắp sợ nè. Đúng rồi, phải nãy ra dưới bực kia giờ lên đây bực này luôn à. Tí nữa sóc về sóc học bơi đi nha. Rồi nó lên bực đó đó. Để dưới bực. Nước nó sóng coi sóng như biển luôn, nó dập. Chiều chạy do chiều cường á. Chiều cường nó đâu có xuống đâu, nó lên mà chiều cường lên là nước nó tưng, nó không có chảy được đâu. Hình cứ chỗ nào mà thấp rồi nó luồn nó đi thôi. Chứ biển giờ đang nước chỉ triều lên mà. Má một lóng nữa. Má tiền nằm xa quá.